xã Tử Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là mảnh đất sinh ra chàng trai Nguyễn Văn Ngọc, người đã nghiên cứu và chế tạo ra chiếc máy rửa bát công nghiệp. Tốt nghiệp trung cấp cơ khí năm 2004, đến năm 2007, anh Nguyễn Văn Ngọc mở cơ sở dịch vụ lắp đặt các thiết bị cơ khí tại nhà. Đến đầu năm 2009, anh Ngọc đã thiết kế thành công các chi tiết cho một chiếc máy rửa bát. Cũng từ gia đình tôi thấy mẹ mình với lại chị mình rửa sau khi ăn là rất ngại, nên là tôi nghĩ là làm thế nào để cho có chiếc máy rửa bát. Có ý tưởng thì từ năm 2005, xong chưa có điều kiện, xong bắt đầu mình có điều kiện thì đến năm 2007 thì tôi bắt đầu có điều kiện, bắt đầu mới đi vào nghiên cứu thử nghiệm, thì đến năm 2009 thì bắt đầu tôi thử nghiệm thành công cái máy rửa bát gia đình và đạt giải ba cuộc thi sáng tạo khoa học của tỉnh Thái Bình. Bắt đầu lên ý tưởng và bắt tay vào chế tạo máy rửa bát từ quy mô nhỏ là chiếc máy rửa bát trong gia đình. Cho đến bây giờ, với quy mô lớn hơn là chiếc máy rửa bát công nghiệp, phục vụ trong các nhà hàng, các cơ quan, đoàn thể. Theo tính toán, trong một giờ, một người chỉ rửa được khoảng 100 chiếc bát đĩa. Để làm sạch 4.000 chiếc bát đĩa, cần tới 40 người rửa liên tục trong một giờ. Máy rửa bát công nghiệp mà anh Nguyễn Văn Ngọc thiết kế, mỗi phút làm sạch được 80 chiếc bát đĩa. Công suất rửa mỗi giờ là 4.000 chiếc, tiêu hao 1.200 lít nước và chỉ mất khoảng 26 kWh điện. Chỉ cần đặt bát đĩa bẩn vào những chiếc khay, sau đó đưa vào máy rửa bằng áp lực nước nóng khoảng 80 độ C, cùng với nước rửa bát thông thường đã được pha loãng với tỷ lệ 1:20. Sau một phút, 80 chiếc bát đĩa bẩn được chuyển từ đầu này sang đầu kia của máy sẽ sạch bóng và không còn vết bẩn. Máy không cần sử dụng thêm bất kỳ một loại hóa chất gì ngoài nước rửa chén bát thông thường và nước sinh hoạt. Vì thế, không gây hại cho sức khỏe con người. Với đội thợ khoảng 3 người, chúng tôi trong nửa tháng chúng tôi hoàn thành một chiếc. Và cái quan trọng nhất trong cái máy rửa bát này là nó do bộ dàn phun. Bộ dàn phun là bộ quan trọng nhất trong cả cái hệ thống máy. Và cái hệ thống vòi phun thì chúng tôi đã chỉnh sửa rất nhiều lần, 3-4 lần này. Với đến bây giờ mới là hoàn thiện. Trong một tiếng thì tiêu thụ hết khoảng 26 kW điện và một khối hai nước. Và nó sẽ làm sạch được khoảng từ 4 đến 5.000 bát. Khi sử dụng, người dùng chỉ cần tráng xơ bát đĩa qua nước để bỏ đồ ăn vụn, sau đó xếp bát đĩa vào từng khay chuyên dụng, đẩy khay vào máy qua hệ thống phun bên trong và cuối cùng đưa ra bên ngoài. Bát đĩa được đưa vào máy qua hai hàng vòi phun áp lực nước, bên trên xuống và dưới lên, kết hợp với nước nóng 70 độ C để rửa và nước nóng 80 độ C để tráng bát đĩa. Máy sử dụng vòi phun áp lực nước chuyển động xoay 4 chiều để phun lên tất cả bề mặt của bát đĩa, với nguồn nước tuần hoàn nên rất tiết kiệm nước. Sản phẩm ra đời được nhiều cơ sở ăn uống trên cả nước biết đến. Hiện anh đang thực hiện một số máy theo đơn đặt hàng từ nhiều nơi như Quảng Ninh, Ninh Bình, Nha Trang. Cái máy rửa bát này rất là thuận lợi mà lại giảm nhân lực này, rồi thì rất là nhanh này, vừa để tiết kiệm điện này, rồi tiết kiệm nước vì nó rất là hiệu quả, cho nên là rửa nó nhàn mà đỡ được bao nhiêu công nhân đấy. Ví dụ bình thường đấy, như trước đây ấy là phải hàng gần chục người rửa bát. Thế nhưng bây giờ chỉ 2-3 người thôi. 2 người thôi vì một người đưa vào và một người lấy ra. Trong thời gian tới là tôi sẽ cải tiến cái phần máy rửa bát này, thêm cái phần tia cực tím là tia UV đấy, là diệt khuẩn bát đĩa, là để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối. Và tôi sẽ nghiên cứu ra hai cái sản phẩm nữa công suất bé hơn để đưa ra các thị trường, các nhà hàng bé như ở Thái Bình, Nam Định, trên toàn quốc ấy. Với giá thành chỉ bằng 1/3 các thiết bị nhập ngoại cùng loại, hy vọng sáng chế máy rửa bát công nghiệp của anh Nguyễn Văn Ngọc sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn nữa, góp phần giải quyết những khó khăn trong việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn, giúp giảm chi phí nhân công, thời gian cũng như tiết kiệm nguồn nước một cách khoa học.